Mới đây, CEO của Thứ Chín đã đăng tải vlog và nói rằng những ngày cuối năm chất chứa cái lạnh của trời đất đợi một nhàn xuân ra hoa. Câu chuyện tưởng chừng như không có gì phải kể đến nếu không có sự xuất hiện các tình huống vô cùng hài hước. Và chuyện thật như đùa khi Thứ Chín đến check in bức tường Ratifi của mình và một số người hâm mộ đang đứng chụp ảnh tại bức tường Ratifi đó. Họ đã nhìn vào bức tường và gọi to tên của Thứ Chín, trong khi Thứ Chín người thật đang đứng phía sau họ. Thứ Chín đã check in và rời đi trước khi người hâm mộ nhận ra có sự xuất hiện của anh ấy. Người ta nói rằng cảnh tượng mà Thứ Chín check in Thứ Chín đã có độ hài hước lên đến 100% rồi. Và người hâm mộ Thứ Chín khi check in thấy Thứ Chín nhưng không nhận ra và độ hài hước đã tăng lên đến 1000%. Khi nghe được người hâm mộ gọi tên Thứ Chín với bức tranh tường, lúc này độ hài hước đã không còn thể đếm được nữa. Vlog này thực sự khiến cho mọi người thích thú. Sự tương phản giữa Thứ Chín và người hâm mộ của anh ấy thật đáng yêu. Bạn có thể nhận ra anh ấy khi trên mạng thậm chí với chỉ một bức ảnh mờ mịt, nhưng không ngờ lại để tụt mất người ngoài đời thực. Cư dân mạng cảm thấy tiếc nuối khi những người hâm mộ đã mất đi cơ hội hiếm có này. Bên cạnh đó, theo tin tức trước đó nói rằng ngày 7 tháng 1 Thứ Chín sẽ bay đi Bắc Kinh, ghi hình cho tiết mục mừng xuân cho đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh và chúng ta hãy chờ đợi thông báo chính thức. Như mọi người đều biết, đêm hội Weibo 2023 đang đến gần và danh sách một số khách mời cũng đã được công bố chính thức. Ví dụ như Bạch Lộc, Đặng Phi, Vu Thất, Tăng Thuấn Hy, Ngụy Đại Huân, Đàn Kỷ Thứ, Lưu Vũ Ninh, Ngô Tư Hân, Vương Hạt Đệ, Bàn Trục Sướng, Cảnh Điểm, Lý Nhất Đồng, Cổ Lực, Na Chát. Tuy nhiên, theo giới truyền thông Trung Quốc nói rằng những gương mặt có thể vắng mặt tại đêm hội Weibo năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1. Những nghệ sĩ này có thể là Dương Mật, Triệu Lệ Dẫn, Lưu Thi Thi, Vương Nhâm Ác, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Nếu đây là sự thật thì đêm hội Weibo 2023 sẽ hội tụ những diễn viên trẻ mới nổi hoặc đang phổ biến.